Những ngày qua thì một trong những câu chuyện bên lề sân cỏ thu hút được nhiều sự quan tâm nhất chính là 115 cáo buộc về tài chính hướng về nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man City. Câu lạc bộ đã chính thức bước vào phiên điều trần làm rõ những vấn đề liên quan đến mình và dự kiến trong khoảng 10 tuần nữa, kết quả chính thức sẽ được công bố. Rất nhiều giả thiết đã được đặt ra xung quanh việc nếu The Citizen phạm tội, họ sẽ phải nhận án phạt như thế nào, cũng như sự thật đằng sau phiên điều trần và cả 115 cáo buộc về tài chính. Rất nhiều lo lắng đã và đang xuất hiện nơi người hâm mộ của Man Xanh khi tương lai của họ đang vô cùng bấp bênh. Ngay khi bắt đầu mùa giải 2024-2025, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng đã chính thức lên tiếng về việc 115 cáo buộc tài chính nhắm đến Man City và ông cũng mong tòa án nhanh chóng đưa ra phán quyết để toàn đội có thể tập trung cho mùa giải đang diễn ra, cũng như ổn định tâm lý từ các cầu thủ cho đến nhân viên câu lạc bộ. Tôi mong muốn phiên tòa sớm diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Điều này có lợi cho tất cả chúng tôi, đặc biệt là phía câu lạc bộ. Các đội khác ở Ngoại hạng Anh và những người đang chờ đợi phán quyết cũng muốn như vậy. Không, câu chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến chuyên môn cả, vì đã được chúng tôi thảo luận đến 3-4 năm nay và Man City thì vẫn thành công đó thôi. Từ tháng 2 năm 2023, The Citizen đã đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm luật tài chính, trong đó có 54 cáo buộc không cung cấp thông tin tài chính nói chung một cách chính xác và cập nhật từ mùa giải 2009-2010 đến 2017-2018. 14 cáo buộc không cung cấp báo cáo tài chính chính xác về lương cầu thủ và huấn luyện viên trong khoảng thời gian này. 35 cáo buộc không tuân thủ các cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh từ tháng 12 năm 2018 đến nay. Và cuối cùng là 5 cáo buộc không tuân thủ các quy định của UEFA, bao gồm các quy định về giấy phép và công bằng tài chính. Để chứng minh bản thân trong sạch thì Man Xanh đã nộp một tài liệu pháp lý dài 165 trang để chứng minh họ là nạn nhân của một cuộc phân xử bất công, hay nói cách khác là bị đánh hội đồng sớm nhất thành công trong nhiều năm trở lại đây. Trước đó thì đội chủ sân Etihad đã vướng vào sự lùm xùm với chính UEFA khi họ cấm câu lạc bộ này dự Champions League 2 mùa kể từ mùa giải 2020-2021. Nhưng sau đó thì Man City đã kháng cáo lên CAS, hay còn gọi là tòa án trọng tài thể thao, và cuối cùng thì chỉ bị phạt tiền hơn 10 triệu đô. Chính vì vậy mà trong lần điều tra này, chắc chắn là các quan chức của UEFA lẫn Premier League đều không thể bỏ qua. Cuối cùng thì vào hôm thứ Hai ngày 16 tháng 9 theo giờ địa phương, Man City đã chính thức bước vào phiên điều trần làm rõ 115 cáo buộc vi phạm tài chính. Và theo tờ Telegraph tiết lộ, một số đội bóng Ngoại hạng Anh xin phép giấu tên đang tỏ ra không hài lòng với cách làm việc của ủy ban điều trần khi vụ việc diễn ra khép kín, vì họ không biết những bằng chứng được đưa ra có đầy đủ và thuyết phục hay không. Dù vậy thì cách làm của ủy ban điều trần vẫn đang tuân thủ đúng quy tắc khi mọi thứ đều không được phép công khai. Ngoài ra thì các phiên điều trần được tổ chức kín trước một hội đồng 3 người. Chi tiết toàn bộ chỉ được biết đến khi phán quyết được đưa ra chính thức mà thôi. Theo dự kiến thì phải đến đầu năm 2025, người hâm mộ mới có thể biết được kết quả cuối cùng là như thế nào. Nhưng so với các cuộc đối đầu với UEFA cách đây 4 năm, nơi mà The Citizen đã giành chiến thắng, thì đối thủ lần này của họ lại chính là Premier League, đơn vị tổ chức giải đấu mà câu lạc bộ đang là đương kim vô địch. 5 lĩnh vực chính đều được điều tra, bao gồm doanh thu, chi phí hoạt động bóng đá, thông tin tài chính, lương huấn luyện viên cùng với các quy định về lợi nhuận và tính bền vững sẽ là nơi để các điều tra viên nhắm đến. Và David Philip Panic, người đứng đầu nhóm luật sư, sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện cho Man City. Phía đội chủ sân Etihad đang rất tự tin, chứ không hề lo lắng việc mình sẽ thua kiện. Điều này được thể hiện qua chính thầy trò Pep Guardiola, vì họ rất tin tưởng vào giám đốc thể thao Siki Bigoristan và CEO Ferran Soriano sẽ làm đúng mọi việc và mọi người đều vô tội trước khi có phán quyết cuối cùng. Dù vậy thì nhiều chuyên gia vẫn đánh giá đây là một tòa án thế kỷ khi mọi phán quyết sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện của bóng đá thế giới sau này. Nếu bị kết tội thì Man City có thể phải đối mặt với nhiều hình phạt khác nhau, từ phạt tiền đến trừ điểm, thậm chí là bị tước danh hiệu hoặc bị trục xuất khỏi Premier League. Trong khi đó thì The Citizen đã phủ nhận mọi cáo buộc và bày tỏ sự ngạc nhiên trước những câu chuyện liên tiếp nhắm vào mình. Câu lạc bộ cũng cho biết thêm họ hoan nghênh việc xem xét vụ việc bởi một ủy ban độc lập để có thể công bằng đưa ra một bản đánh giá khách quan về toàn bộ bằng chứng không thể nào chối cãi được, chứ không phải là phiên tòa mang tính chất chủ quan. Trong một buổi trò chuyện trên TalkSport, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran McGay đã chia sẻ rằng Man Xanh có thể bị trừ tới 100 điểm nếu như bị kết tội vi phạm các quy tắc tài chính, đủ để khiến cho họ phải xuống hạng, cũng như các danh hiệu đạt được cũng đang bị lung lay nghiêm trọng. Họ sẽ phải xem xét đến việc trừ điểm rất nhiều nếu cả 115 cáo buộc đều không được chứng minh trong sạch. Họ có thể bị trừ số điểm nằm trong khoảng từ 60 đến 100 điểm, đủ nhiều để phải xuống hạng. Phiên điều trần sẽ kết thúc trong 8 tuần, nhưng nếu tất cả bằng chứng để trình lên ủy ban, Man City có thể sẽ mất 3 đến 4 tháng vì phải đưa ra phản biện riêng biệt về từng cáo buộc cụ thể. Nếu câu lạc bộ này phạm phải tất cả những điều kể trên thì tội chắc chắn rất nghiêm trọng, khiến cho bất cứ đội bóng nào nhận ra án phạt cũng thấy tương lai mù mịt phía trước. Ngoài ra, một yếu tố khác cũng cần được nhắc đến chính là ảnh hưởng đến danh tiếng của giải đấu hàng đầu lục địa già, làm suy yếu vị thế của họ trong bóng đá Anh và thậm chí là có thể dẫn đến sự ra đi của các cầu thủ cũng như huấn luyện viên hàng đầu, biến nơi đây trở thành môi trường không còn hấp dẫn và giàu sức cạnh tranh như trước. Hiện tại thì vẫn chưa thể khẳng định bất cứ điều gì vào lúc này khi phiên điều trần mới chỉ bắt đầu vào hôm thứ Hai vừa qua, nhưng đây sẽ là cột mốc đánh dấu nhiều thay đổi quan trọng cho việc quản lý tài chính trong bóng đá,
cũng như các câu lạc bộ cần phải dè chừng hơn về luật công bằng tài chính mà UEFA đã đưa ra. Người hâm mộ cũng như toàn thể cầu thủ lẫn nhân viên tại Man City đang đối mặt với quãng thời gian vô cùng lo lắng. Dù thành tích trên sân cỏ của họ vẫn rất tốt, nhưng nếu sự việc có chuyển biến không mấy tích cực thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng khó lường. Một thử thách cực đại đang chờ đợi nhà đương kim vô địch Hoàng Anh ở mùa giải năm nay và cả trong tương lai.